Hôm nay mình có một cái vote nhỏ là i3 hay là Pentium G mạnh hơn. Thì chúng ta có 82% các bạn vote là i3 và 17% các bạn gián điệp các bạn vote là Pentium G. 17% gián điệp. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hacom, và ngày hôm nay chúng mình đúng trên tiêu đề, chúng mình sẽ tư vấn miễn phí PC 15 triệu và không dùng Pentium. Và ở so sánh ấy, thì ở đây chúng mình có sẵn một cái bộ PC. Thì ở đây để dễ dàng so sánh ý, chúng ta có một cấu hình 15 triệu mất phí tiêu biểu, đó chính là con Pentium Gold. Dạ vâng, chúng ta sẽ có đây, đó chính là Pentium Gold G6405 đang ở trong này nhá. Đây chúng ta có một con cảm màn hình là GTX 1650 D256, 8GB RAM, và về ổ cứng ý, thì ở bằng sau chúng ta sẽ có một ổ SSD 256GB và một cái ổ cứng 1T. Đây là cấu hình 14.5 triệu. Và đấy, chúng mình sẽ có cái cấu hình hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ có một con CPU Intel Core i3 10105F. Tiếp theo chúng mình sẽ có mainboard. Thì thực ra đây là mình chọn một cái mainboard là mình đang có sẵn sample của Asus ở đây, thì mình để luôn. Nói chung là các bạn dùng H510, các bạn dùng vị i3 thoải mái. i3 thoải mái. Chả vấn đề gì. Và bây giờ mình sẽ cho lắp vào CPU trước, còn chọn tản stock hay là chọn thảm này thêm 500.000 anh em chọn cho mình để mình lắp vào trong livestream vậy luôn. Và trong comment ấy, các bạn thích lắp con này à? Được. Lắp con CR 1000. Vứt. Bạn Swing Rasel bạn hỏi là con T400i với Hyper 212 thì con nào ngon hơn? Thì hai con là một. Tương tự nhau. Con T400i là của Trung Quốc, nó không bán, không có chính hãng tại thị trường Việt Nam mà là hàng sách tay. Còn Hyper 212 là phiên bản nói chung là toàn cầu. Bắt đầu từ bây giờ thì bất cứ một tối thứ bảy nào chúng mình cũng sẽ live stream vào từ 7 giờ đến khi nào xong. Hôm nào rảnh thì chúng mình lắp máy, hôm nào không rảnh thì chúng mình lại ngồi chơi điện tử. Và các bạn có thể ngồi và chém gió với chúng mình. Rất nhiều bạn, các bạn hỏi là có CPU thế hệ 12 chưa, thì cuối năm nay chúng mình sẽ có CPU thế hệ 12. Nó nhiều thứ hay lắm, bây giờ mình bảo mình kể ra phát là mình kênh nó bị khóa luôn. Ánh Mắt Ngọc bạn hỏi là sao không dùng vỏ cây Vitra Poseidon G1 à? Thì mình là đang thực sự là có gì đắp đấy, chứ không phải là mình quá PP hoặc là những gì quá gọi là cặn kẽ chi tiết rồi cả. Và với cái tầm giá này thì các bạn hoàn toàn tự lựa chọn những cái vỏ cây nào mà nó phù hợp với cả nhu cầu của các bạn thấy đẹp thì các bạn mua. Về dung lượng lưu trữ thì với bộ cây 15 triệu tiêu biểu kia, chúng ta có 256GB SSD và 1T ổ cứng. Đúng. Còn ở đây chúng tôi không làm thế, mình ở đây mình dùng luôn 500GB SSD. Card ở đây thì chúng mình vẫn chỉ có lựa chọn duy nhất thôi, đó chính là GTX 1650 4GB 86. Hiểu nick, đào con bắt đầu nó... Anh em nghi ngờ hơn 15 triệu gì, tí nữa mình cho anh em xem dưới 15 triệu. Bạn Trần Kiên vẫn đang hỏi là 1T ổ SSD hay là 500GB SSD và HDD 1T. Thì bây giờ theo ý kiến chủ quan của mình nhá, thì các bạn không nên dùng HDD trừ khi các bạn muốn lưu trữ những cái gì nó loát rất là nhanh, như kiểu là phim chẳng hạn, thì các bạn nói ok loát ổ cứng cũng được tại vì nó cũng nhẹ mà. Nếu bảo bây giờ có SSD 500GB mà 5 triệu chẳng hạn thì ok, tắt quá, bỏ tắt quá. Nhưng mà SSD 500GB bây giờ có 1,7 triệu, tìm được 1T có 3,5 triệu. Bạn Mạnh Đức Nguyễn mà hỏi là main với RAM đi về 2060 à? Dota LOL, thực sự là các bạn dùng 2060 còn chơi Dota và LOL thì các bạn cũng hơi bị thừa. Bây giờ ấy thì như thằng này chúng mình dùng 8GB RAM thì nó đã ở mức gọi là đủ cơ bản cho các bạn chơi game. Còn bây giờ thì nếu mà muốn bảo thoải mái thì con số 16GB là con số mà các bạn vẫn nên hướng tới. Nên hướng tới hơn 16GB. Bạn Bảo Trần hỏi keo tản thì ổn định à? Nếu mà ngon bây giờ thì có mấy dòng keo con gấu ấy. Khó nhất là con gấu phiên bản sắt ấy. Và đấy thì sẽ là nên cẩn thận khi dùng. Bạn Tech MC hỏi keo con chó được không? Hả? Nó dính ấy. Mà nếu mà các bạn đã thử thì mình đã thử rồi, dùng keo 502 thay kem tản nhiệt rất là ngon. Hả? Nhưng mà các bạn sẽ không tháo được CPU ra nữa. Bạn Trọng Hưng Nguyễn mà hỏi là mua PC có được hộp của từng linh kiện không? Có rồi, các bạn bỏ tiền ra mua mà. Đúng rồi. Thế sao các bạn không được hộp? Mua 9100F với cả 3080 hơi quá không? Thì nếu mà các bạn chơi game ở độ phân giải 4K ấy, thì lúc đấy mà CPU các bạn chẳng hoạt động bao nhiêu đâu. Các bạn cần cả chính ấy, thì lúc đấy thì ok. Còn nếu mà các bạn chơi game ở Full HD ấy, thì thực sự là con 9100F nó sẽ bị khá là nặng về phần nghẽn khi mà đi kèm 3080. Khi mà các bạn chơi game ở độ phân giải càng cao thì CPU hoạt động càng ít. Và khi CPU hoạt động càng ít thì cái hiện tượng nghẽn nó càng giảm đi. Còn khi các bạn chơi game độ phân giải càng thấp như Full HD chẳng hạn thì CPU nó hoạt động rất là nhiều, thì lúc đấy thì cái hiện tượng nghẽn nó bắt đầu nó nặng hơn kiểu vậy. Đây nhá, tổng giá trị giá dàn máy là 15.722.000 và không đồng tư vấn, chúng ta vẫn là 15.722.000, nhưng mà
các bạn sẽ có giảm ngay tiền mặt là 450.000 khuyến mại nhá. Chứ mình có khuyến mại mua máy cả phải giảm giá chứ. Do đó tổng của máy là 15.272.000. Tức là nếu mà chúng mình tháo con này ra thì mức giá sẽ là về đúng ở dưới 15 triệu. Vâng. 14 triệu 9. Đúng rồi ạ. Thôi mình để đây thì không ngại tháo lắm. Thôi ngại, hơi ngại. Thôi cho để đấy cho đẹp anh ạ. Để cho lấp lánh. Lấp lánh nhỉ. Còn đấy, tháo con này ra là chúng mình sẽ là về đúng ở 14 triệu. Đúng dưới 15 triệu luôn. Dưới 15 triệu và đây là 15.272.000. Vâng. 50 triệu đó. À, hôm nay mình có một cái vote nhỏ là i3 hay là Pentium G mạnh hơn thì chúng ta có 82% các bạn vote là i3 và 17% các bạn gián điệp các bạn vote là Pentium G. 17% gián điệp. Còn lại là i3. Bạn phone mà bảo là à định bạn vote i3 nhưng mà tay to quá bạn dính là Pentium. Chắc là bạn. Rồi, ok. Chúng ta nhìn cấu hình nhá, không các bạn lại bảo mình fuck it cấu hình. Ở đây chúng ta có CPU là Intel Pentium Gold vàng luôn, G6405, 4.1GHz, 8GB RAM. Cảm ơn thì chúng ta có GTX 1650 với VRAM là 4GB. Rồi, tiếp theo đến với cả dàn 15.222.000. Chúng ta có CPU là Intel Core i3-1105F 8GB RAM này. Và các màn hình cũng là 1650. Tức là đây gần như là một bài test so sánh giữa 1650 và G6405. Đây hiện tại như là game này, bên này chúng mình sẽ cài qua ổ HDD. Đấy, ổ cứng thường. Và bên này dùng 500GB toàn bộ là SSD. Đấy, rồi à. Far Cry 5 nha, từ từ em chuẩn tình đâu ạ. Ấn nút Enter cho dễ. 1, 2, 3. Con này lại lên hơn một chiếc trước đây anh ạ. Họ nhìn tất cả chúng mình đều giống nhau nhá. Về quá, phần quality, quality. Đây mình để đây, cho về normal cho lên 2 lại nhá. Cho nó rất là preset giống nhau. Rồi đây. Normal cho lên 2. Rồi ok. Rồi, em nằm nhá. 1 2 3. Em nghĩ là trong cái bước này thì nó sẽ load các texture hết rồi. Em không nghĩ, em không kỳ vọng có một sự thay đổi quá là lớn. Anh Battlefield nó phải ăn. Em cái game mấy game. Ôi giời, đây vẫn có nha. Vẫn thắng. Bạn thấy chưa? 2021 rồi, đừng dùng HDD để chơi game. Uầy, con này để 2 mà vẫn được tầm 60 á. Xin ý. Phát cái năm anh chơi suốt nhà. Dạ vâng, nếu mà anh em có thể thấy là hai cái sự khác biệt hiện tại vẫn đang chưa là quá là nhiều. Cái FPS nó vẫn ngang ngang với nhau. Đó, và tầm khoảng tầm 64. Bây giờ mới bảo em. Vâng, mới bắt đầu ban, đúng rồi, cái này mới bắt đầu ban, đúng rồi, mình cũng chưa có kết quả một cách chính xác được. Mình đang đợi chờ thôi. 10 seconds later. Vâng, sự chênh lệch chỉ có 2 FPS mà thôi. 2. 1. Average. Ở 2 FPS, coi như là gần như tương đương nhau. Nhưng mà cái điểm khác biệt đó chính là cái load CPU. Thực sự là con này đang bị load khá là căng. Tiếp theo là một cái tựa game cũng khá là nặng, đó chính là Gear 5. Đã vào. Đã vào rồi. Bên này thì vẫn còn đang lục đục đằng sau. Ui, nếu mà con CPU này load khoảng tầm có, em đã từng thấy nó lên 100% này thì con này sẽ hơi bị trục trặc đấy. Đấy nha. Đứng ở 100% luôn anh ạ. Căng đét rồi. Căng đét rồi, nhưng mà liệu nó có ảnh hưởng FPS không? Đấy. Nhưng như này cái cam hình vẫn có thể load được đến 100%. 99 rồi, được rồi. Rồi, ok. Trung bình hiện tại bây giờ đang là 62. Trong okay. Bên này 61. Tức là đang là căng cực rồi đấy. Căng cực, rất là căng rồi đấy. Cái bài bench rất là hay nhá. GPU bound. Đây. Các bạn bị nghẽn đúng không? Bị nghẽn, đây là bị nghẽn này. Có thể nhìn, bắt đầu thấy nhìn thấy cái sự nghẽn này. À, đây nhá. GPU 3 đang là 8%, tức là xong khi đó là trên con 10105F là 99.87%, tức là con này tận dụng hết tất cả sức mạnh của cả màn hình. Trong khi đó con Pentium các bạn chỉ dùng được 83% thôi. 83%. Ok, nghẽn. Nếu mà lên con này mà lên 1650 Super nữa thì đuối đấy anh ạ. Là coi như là sẽ nghẽn cao hơn nữa đấy. Rồi. Của anh đang đông người hơn cơ, của em đang ở đây rồi. Nó gần như là tương đương nhau. Tương đương. Ui, chứng tỏ là và mức load CPU cũng ngang ngang nhau nhá. Ôi, 69 với cái 81 mà. 81. Mình 58 mà con máy này khoảng 52, 53. Nói chung là trên này khoảng tầm 5-6 FPS. Đây là 49% này. 64 FPS nhá. Đây 27%, lock 27% này. Con này vẫn đang là đấy. Ôi, 70, 80, 90 này. Liên tục như vậy luôn. Nói chung là về tổng FPS ấy, thì nó sẽ là ngang phơ nhau. Nhưng mà đến cái phần mà nó... Ui dồi. Đến cái lúc mà nó ăn cái lượng ăn CPU ấy, thì con i3 này có thể làm nhiều việc khác trên nền hơn là với cả con kia. Ở Battlefield thì FPS là vẫn thắng cho con i3, nhưng mà tốc độ loát là khác, ổ cứng nhanh hơn. Là chả hiểu sao. Không hiểu sao. Mình rất lâu rồi mình không chơi CSGO. Mình không thích chơi game bắn súng nói chung. Và bây giờ mình sẽ đi cùng một chỗ và cùng một cái bước đi
rồi chúng ta sẽ biết là cái FPS nó chênh lệch cỡ nào. Đấy mới là nó chính xác hơn. À rồi, full screen rồi. Rồi. Hai này. Tất cả thứ hai này, disable này, hai này. Rồi, very high. Rồi, junior cái kiểu apply. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ok, chờ nhá. Mãi thì. Đây, operate with bot này. Rồi, chúng ta no bot nhá. Bot rồi. Ok, CS. Đây, CT này. Rồi, rồi. Rồi đi sang B đi, B ở đâu? Từ đi được nào? Bên phải. Đấy anh nhìn thấy chữ B rồi. Rồi. Rồi cứ đi đi. Mình cứ đi đi. Dạ vâng, đấy. Ui, thấy sự khác biệt luôn này. Rồi. Average này 177, 300 FPS luôn. Rồi, đây bọn em hãy hay vứt smoke vào trong này để che. Smoke là 4 à? Đây đúng không? Đâu, đấy là flash anh ạ. Đổi vào smoke đi. Rồi. Được chưa? Từ ném đây à? Ném 1 2 3. Rồi. Từ đi vào hả? Anh ném bật rồi. Đây để em đi vào cùng luôn. Chưa vào smoke rồi bây giờ mình đang là. Rồi, FPS cũng tương đối là tương đồng nhỉ. Ở trong smoke vẫn tương đồng. Smoke cũng phải rider gì đâu, khó chứ mà. Nó vẫn thua, nhưng mà nó thua không nhiều. Nó thua không nhiều. Và nhiều lúc nó vẫn ngang nhau. Nhưng mà bù lại đấy, thì các bạn vẫn nhìn lại đó chính là cái load của CPU. Load của CPU nó vẫn là một cái sự khác biệt. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm với một cái cuối cùng. Đó chính là bật YouTube. Đây, rồi, làm YouTube. Bây giờ vào YouTube đi. Chúng ta xem bật stream của chính mình luôn. Ờ được, chúng ta sẽ xem live stream của chính mình luôn. Ok nhá. Rồi, cho xem chính live stream của chúng mình. Đang xem chính live stream luôn. Để là Full HD. Full HD luôn. Rồi. Play. 1, 2, 3. Đây. Đằng sau đang có YouTube chạy, có Facebook bật. Đó. Chúng ta tự bật của chúng ta. Chúng ta tự xem của chúng ta. Lúc đầu thế nhỉ? Ôi giời. Mất lâu rồi đúng không ấy? Đó, à, đây vào rồi. Rồi, được rồi. Ok, con này là 52. Lúc bắt đầu con này là 56, từ 60%, 60 FPS. Con này thì ở đây rồi, đây bắt đầu 60 rồi. Đấy. Đây con này đang bị lag CPU cao hơn, 70% này. Những cảnh phân cảnh nặng ấy. Đấy các bạn thấy chưa? Các bạn dùng ổ cứng chơi thì các bạn đợi lag game các bạn có thể ra đường cái xúc xích thì có thể các bạn có sức khỏe các bạn được cải thiện hơn khi các bạn chơi game bằng ổ cứng. Còn các bạn chơi game SSD thì các bạn sẽ phải chơi luôn tại vì các bạn không có cái gì ăn cả, lag nhanh quá. Ui, chơi game bằng ổ cứng cho em cải thiện sức khỏe bằng việc ăn đồ ăn trong khi đợi lag game. Cảm giác no bụng hơn. Cải thiện sức khỏe, tốt theo thì balance. Không ok đây, của con Phoenix này. Con này đang bị drop rất là căng này. Đấy xuống 20%. P1% tức là 1% khung hình thấp nhất. Đây coi như đây là cái mức drop thường xuyên. Drop thấp nhất ấy. Nó là khoảng tầm 37 FPS. Lúc nãy là 20. Ở đây 20. Đợi một bản lúc nãy thì chưa lúc nào thấy con này xuống cả. Test xong một thời gian sau rồi. Đây nhìn này, cạc và nghẽn rồi, nghẽn chặt rồi. Đúng rồi, đây là rất là nghẽn đây. Đấy các bạn chỉ cần Pentium DVR 150 đã nghẽn trong một vài game rồi. One week later. Trung bình rồi, trung bình nhá. 48 và 55. Đây mới là sự khác biệt. Khi mà anh em làm đúng tác vụ, khi mà anh em ở nhà dùng hàng ngày. Anh em ở nhà anh có thể bật YouTube nghe nhạc, bật Facebook để chat chít các thứ. Và đấy, sự khác biệt đó chính là 48 FPS của bộ máy dùng Pentium G và HDD so với cả 55 FPS. Và ngoài ra thì mức min FPS. Đây không, đây anh thấy không phải. CPU render không, CPU render đây này. Cái này là đây là cái những cái gì mà phụ thuộc vào CPU đây. Đấy, nó bị giảm xuống 33. Con này chỉ giảm xuống 49 thôi. Có lẽ đây là do CPU mà chúng ta sẽ bị drop do đấy. CPU và cái sự khác biệt nó không chênh lệch nhiều khi mà các bạn chỉ chơi game. Nhưng mà chênh lệch nó sẽ khá là lớn ở đây là mình hơn gần 10% ấy nhỉ, hơn 10%. Hơn 10% khi mà các bạn làm rất nhiều tác vụ đằng sau. Ở đây mình mới chỉ bật đó chính là một tab Chrome xem YouTube. Ở một tab Facebook thôi mà anh em nào ở nhà mà dùng chơi game bật Discord này xong rồi. Còn Discord này còn Zalo. Zalo Discord này các thứ nữa cơ. Messenger dùng. Ui Messenger Facebook load mạnh lắm. À rồi thì bây giờ rất cảm ơn các bạn đã xem buổi livestream chung và thử nghiệm hai dàn máy giữa tư vấn mất phí và tư vấn miễn phí đều là 15 triệu. Và các bạn có thể nếu các bạn cần tư vấn và cần mua máy có thể qua các showroom của Hardcore mà cho mình đều tư vấn miễn phí được các dàn máy từ 1 triệu đến 100 triệu. 1 triệu. 1 triệu mua được gì anh? USB. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần sau và cũng vào 7 giờ tối chúng mình sẽ có những cái gì Hoàng có thể bê ở đây trước cho anh được không? Đây. Asus ProArt B550 Creator. Asus RX 6800 XT. Đấy, tuần sau chúng ta nghịch những con này nhá. Và mình sẽ thử nghiệm cài Win 11 trên cái đống này xem nó là như thế nào.